Cái view nhà chị đẹp ghê á, nhìn tay quá chị. Ờ, chị chọn chỗ này cũng bởi vì là cái view đó. Ban ngày thì nhiều nắng, ánh sáng đẹp. Buổi đêm thì có thể ra ngoài ngắm đường phố, nói chung là chill. Ở đây nha, mà chụp hình á là bao đẹp luôn. Lúc nãy á, em canh dài khung hình rồi, rất là tốt luôn. Hôm nay lại còn biết canh cả khung hình. Chứ sao, mà em thấy á, ở đây á, sáng trưa chiều tối gì chụp cũng đẹp hết trơn á. Wow, mày giỏi quá ta, sắp trở thành giúp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên, cái điều đó mà có cần anh phải nói lớn như vậy không? Hay là bây giờ mình làm thử một bộ ảnh, tại vì ánh sáng bây giờ đang rất là tốt luôn á chị. Phải, đúng rồi đó, thôi để anh chụp cho em làm mẫu đi. Mình sẽ chụp cái bộ ảnh là cô gái nhỏ bên ban công to. Trời, gì? Anh chụp? Ừ đúng rồi. Thôi. Anh nói cái gì, anh chụp xấu ồn mà nghe cái tên là nổi hết da gà. Thôi, để cho chị Chi chụp. Chị Chi vừa chụp cho em vừa chỉ cách lợi dụng ánh sáng, đúng không chị? Ừ, hôm nay chị rảnh chị sẽ chụp cho. Nhưng mà dùng từ tận dụng đi cho nó sang, nghe lợi dụng ghê quá à. Tận dụng, sẵn tiện bây giờ mình sẽ tận dụng cái nắng buổi trưa. Nó nắng mà nó gắt, nó đậm, nó đẹp đúng không chị? Càng nắng là sẽ càng đẹp. Thực ra chụp buổi trưa không hề đẹp một chút nào cả, bởi vì khi đó mặt trời lên cao sẽ bị đứng bóng, hơn nữa là thời tiết cũng rất là khắc nghiệt, người mẫu rất là nhanh mệt. Ủa em, anh nhớ em xà đen lắm mà My. Hả? Anh không nghe cái câu á, ngâm ngâm da trâu nhìn lâu nó cũng trắng. Thôi, ê, em có duyên quá nè. My nó khen em đẹp giống như là vậy đó My. Thì nói chung là vì nghệ thuật em sẽ hy sinh. Được á. Hy sinh ý, phải hy sinh cho đáng. Thực ra trong nhiếp ảnh chỉ có hai khung giờ vàng thôi. Khung giờ vàng? Khung giờ vàng là sao chị? Khung giờ vàng trong nhiếp ảnh hay còn gọi là khung giờ ma thuật, tức là vào lúc sáng sớm và lúc chiều tà. Khi đó mặt trời chuẩn bị mọc hoặc là chuẩn bị lặn, ánh sáng nhẹ dịu và khuếch tán nhiều hơn khi là mặt trời đứng bóng. Chị nói đúng, đó là một loại ánh sáng rất là ấm áp, dễ chịu, đúng không? Nó chiếu rọi toàn bộ đối tượng, làm cho nổi bật chi tiết và tạo bức ảnh có chiều sâu hơn. Vậy theo em nghĩ á, cái giờ vàng này á, nó còn hai điểm lợi nữa để chụp được những bức ảnh đẹp. Đó là lúc bình minh và hoàng hôn. Mọi người nghĩ coi, lúc đó là người ta rất là ít, mình có thể có những cái không gian gọi là rất là thoáng và yên tĩnh để mình chụp được những bức ảnh đẹp. Trời ơi em giỏi quá. Ôi, ngạc nhiên nha. Theo anh học phải vậy mới được chứ. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ đã qua giờ vàng rồi, không thể chụp được, phải đợi chiều. Đó, chiều cái mình ra ban công đúng không? Cái ánh sáng chiều á, nó dịu vậy nè, chụp lên bao đẹp. Đồng ý. Ok, đợi chiều á. Ok, okay. Nhất quyết. Đó, em thấy chưa? Nhờ cái sự phân tích bằng đầu óc nghệ thuật của anh á, em mới có nhiều bức ảnh đẹp như vậy á. Chứ còn không á, chụp buổi trưa á, vừa nắng, da đen mà hình xấu quá à. Tao biết hình đẹp. Thì anh thấy nó đẹp mà. Thì anh để em nói chứ. Nhưng anh thấy nó đẹp thì anh nói thôi. Thì nói chung là mình cũng đẹp thiệt. Mà lúc nãy cũng hên á, chứ chụp buổi trưa là không có gì đâu. Cũng nhờ á, là chị Chi với anh Lâm giỏi. Ừ đúng rồi, nhờ chị Chi với anh Lâm chứ anh có làm được gì đâu. Anh đứng anh ngó thôi chứ anh có làm gì đâu mà anh ngồi anh phân tích rồi. Thôi, trời ơi, con xin. Chụp mệt lắm rồi, bây giờ đi ăn. Dạ, yeah. Mình đi ăn đi. Ăn gì? Ăn lẩu. Nhanh ghê á. Thôi đi, chị đỏ lắm rồi.